Một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã để chào đón diễn giả thủ lĩnh tranh biện Ngũ Tô Duy. Nếu bạn có đam mê, dù khó đến đâu, em cũng nên cố gắng hết sức để cân bằng, để đạt được mục tiêu đó. Và hãy cố đến khi nào mà em nhận ra là mình đã cố tất cả những cách có thể thì thôi. Vì dù nếu em có thành công hay không thì em cũng đã làm tất cả và rèn được một thói quen rằng bất kỳ việc gì em làm, em cũng sẽ luôn làm với 100% tinh thần và sức lực của em. Bởi vì cái cảm giác tồi tệ nhất sẽ là cái sự hối hận vì mình đã không làm đủ. Quang cảnh rất là đẹp mà không khí thở khá hẳn luôn. Không khí nó trong lành, không thấy không? Tuy là ở chùa mình đông thế nhưng mà không khí nó vẫn dễ chịu. Nó có rừng này, rồi có khí biển. Ở đây nhìn ra biển Đồ Sơn rất là gần con ạ. Con vừa lên con có đùa bạn qua anh mà thôi, hôm nào lên mới ở lại cả đời luôn. Tài năng như con á là sư phụ rất muốn con sẽ là một cái biểu tượng để cho các em hướng đến. Vì ba mẹ các em bao giờ thì muốn gửi các con đến chùa hay đến các môi trường học hè này là phải được tiếp xúc với những cái biểu tượng tốt đẹp con ạ. Chứ nếu mà không có những cái biểu tượng như các con thì các em sẽ sa đà vào những cái khác, đi vào những cái trò chơi, những các cái nó rất là dung tục con ạ. Nên sư phụ là muốn là Tô Duy là sẽ gắn bó với chùa vàng nhiều năm nhé, nhiều năm nghe chưa, diễn giả nhiều năm. Thì cái lớp này là con chia sẻ được rồi. Cái lớp này cho đến kể cả các em lớp cấp 3, lớp 10, 11, 12. Vì con là anh của các em hết rồi. Chia sẻ cho em là rất là tốt. Kinh nghiệm của những người đi trước. Các năm sau thì các em bé đó, em bé lại thành em lớn. Đây đấy, đúng thế. Đấy, con cứ chia sẻ. Vì kinh nghiệm thì nó là mãi mãi con ạ. Cuộc đời nó rất nhiều bài học cho chúng ta. Thế cho nên là con cũng chia sẻ những cái thực tế con đã trải qua, trải nghiệm. Những cái thành công cũng như những cái vấp ngã hay những cái thất bại của con cũng chia sẻ. Để cho các em có bài học con. Quý lắm. Chú con vừa hỏi em thì đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn. Hôm nay mình có một cái vinh dự rất là lớn được đến chùa Ba Vàng để làm diễn giả cho các em tại khóa tu mùa hè 2023. Em nghĩ rằng việc các chùa tổ chức các khóa tu là một hành động rất là đáng được khen ngợi và hoan nghênh. Các bạn trẻ khi tham gia những cái khóa tu này không chỉ được học về đạo đức, không chỉ được học về những cái điều lẽ phải của cuộc sống mà còn có thể giao lưu và kết bạn với cả tất cả các bạn khóa sinh trên mọi miền tổ quốc nữa, học về những cái điểm khác biệt của nhau, học về những cái sự đặc biệt về tính cách và con người của các bạn với các vùng khác nhau. Và mình tin rằng là đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn ý không chỉ phát triển bản thân mà còn có thể học được những cái kỹ năng và những cái kinh nghiệm để áp dụng cuộc sống ạ. Đối với mình thì cái việc mà rèn luyện đạo đức song song với rèn kiến thức là một việc mà không ai có thể bỏ qua. Bởi vì dù bạn có học uyên thâm đến đâu, bạn có trở thành một người tài giỏi đến đâu thì nếu cái tâm của bạn không tốt thì đó là một cái điều thực sự là nuối tiếc. Và các bạn trẻ khi tham gia khóa tu thế này thì có thể không những là trau dồi những cái kiến thức kinh nghiệm mà những cái vị khách mời có thể chia sẻ mà các bạn còn thể học được những cái điều hay lẽ phải. Và mình tin rằng là với cái sự kết hợp của cả những cái việc học hỏi kiến thức và việc trau dồi đạo đức và những cái lẽ sống phải thì các bạn học khóa sinh của khóa tu mùa hè và những bạn tham gia khóa sinh toàn quốc nữa có thể thành một cái tương lai rất là vững chắc và sáng lợi cao nữa.